Bí quyết giúp cho anh chị đạt được kết quả như mình mong muốn khi mà anh chị ứng dụng luật hấp dẫn. Và anh chị hãy cùng với My đi hết video này nhé. Đầu tiên, khi mà anh chị đặt ra một cái mục tiêu nào đó là anh chị hãy tập trung vào cái kết quả cuối cùng là mình mong muốn là gì. Đừng bao giờ tập trung vào cái ngoại cảnh và đừng bao giờ tập trung vào những cái khó khăn, đừng bao giờ tập trung vào những cái vấn đề. Và anh chị đừng để cho cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó tác động đến những cái mục tiêu của mình nha các anh chị. Bởi vì là khi mà anh chị đặt ra mục tiêu, vậy thì cái kết quả anh chị mong muốn là gì? Mà anh chị lại đi tập trung vào những cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Rồi anh chị tập trung vào những cái khó khăn. Rồi anh chị lại tập trung vào những cái vấn đề. Rồi mình lại cố gắng, mình đi tìm những cái giải pháp để mà mình giải quyết những cái vấn đề đó. Và mình cứ đi tìm như vậy, cứ đi tìm những cái giải pháp. Thì mới nói với anh chị là không bao giờ chúng ta đạt được những cái kết quả mà anh chị mong muốn và không bao giờ đạt được những cái mục tiêu mà anh chị đặt ra. Bởi vì là thông qua luật hấp dẫn á, khi mà anh chị tập trung vào vấn đề thì vấn đề nó sẽ được thu hút đến cuộc sống của anh chị nhiều hơn. Khi mà anh chị tập trung vào giải pháp thì anh chị có rất là nhiều giải pháp để mà anh chị có thể là giải quyết những cái vấn đề đó. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không có kết quả. Nhưng mà có một bí mật ở đây mà My muốn chia sẻ cho anh chị, để khi mà chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn và chúng ta đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn, anh chị hãy tập trung vào kết quả anh chị mong muốn là gì. Và hàng ngày anh chị hãy luôn luôn suy nghĩ đến cái kết quả cuối cùng mình mong muốn nha. Còn những cái ngoại cảnh thì anh chị đừng có quan tâm đến nó. Bởi vì là My ví dụ như thế này, khi mà chúng ta đặt ra một mục tiêu đi, ví dụ như là mục tiêu của tháng 4 là hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2024 là tôi đạt được lợi nhuận là 100 triệu trong tài khoản Vietcombank của tôi. Vậy thì khi mà anh chị đặt ra mục tiêu thì anh chị hãy tập trung vào cái số tiền đó là anh chị đã đạt được rồi, anh chị đã có nó trong tài khoản của mình rồi. Và anh chị hãy suy nghĩ buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, anh chị hãy hình dung tưởng tượng cái hình ảnh đó, cái số tiền đó nó đã có trong tài khoản của anh chị rồi và anh chị đã đạt được nó rồi. Anh chị hãy tin tưởng tuyệt đối là nó đã có rồi nhé. Còn hiện tại bây giờ anh chị chưa có đối tác nè, anh chị chưa có khách hàng, hay là anh chị chưa có quý nhân, hay là anh chị chưa có cơ hội, thì anh chị cứ kệ nó đi. Và anh chị nhớ là đừng bao giờ tập trung vào những cái điều mà mình chưa có. Anh chị cứ tập trung vào kết quả cuối cùng mình mong muốn là gì thôi. Và khi mà chúng ta tập trung vào kết quả cuối cùng như vậy thì luật hấp dẫn sẽ mặc định rằng là chủ nhân của mình là mong muốn rằng là cái kết quả này diễn ra trong cuộc sống của họ. Lúc đó thì tiềm thức của anh chị mới bắt đầu là đi tìm kiếm những con người, rồi đi thu hút những nguồn lực, đi thu hút những đối tác, rồi những cơ hội, những quý nhân nào đó để mà giúp cho chủ nhân của mình đạt được 100 triệu lợi nhuận đó. Và chắc chắn thì nó sẽ thu hút đến với cuộc sống của anh chị và giúp cho anh chị có thể là hành động nhiều hơn nè để mà có thể đạt được cái kết quả đó. Và có một điều tiếp theo nữa cũng cực kỳ quan trọng để mà giúp cho anh chị có thể là đạt được mục tiêu của mình, đó là anh chị phải có niềm tin tuyệt đối vào tiềm thức của mình, vào luật hấp dẫn, vào cái mục tiêu mà anh chị đã đặt ra. Và anh chị sẽ luôn luôn có niềm tin tuyệt đối vào luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức nha các anh chị. Thì khi đó anh chị mới đạt được. Bởi vì khi mà anh chị đặt ra mục tiêu mà anh chị chưa thấy nguồn lực, gần đến cuối ngày rồi mà anh chị cũng chưa có đạt được, là anh chị chưa thấy quý nhân phù trợ cho anh chị nè, anh chị chưa có cơ hội nè, anh chị chưa có đối tác nè, anh chị chưa có khách hàng nào cả, rồi anh chị không có tin, thì mới nói với anh chị và khẳng định với anh chị luôn. Khi như vậy á thì anh chị không bao giờ có được cái mục tiêu của mình và nó cũng không bao giờ dễ dàng xảy ra trong cuộc sống của anh chị đâu nha. Cho nên khi mà anh chị đặt ra mục tiêu là anh chị phải tin tưởng tuyệt đối đến cái giây phút cuối cùng của cái ngày đó. Ví dụ như là ngày 30 mà anh chị chưa đạt được thì anh chị hãy tin tưởng tuyệt đối vào 12 giờ ngày 30 đi. Tại vì 30 chưa phải là Tết mà. Đó, cho nên là mình tin tưởng tuyệt đối vào tiềm thức của mình thì cuối cùng á thì cái kết quả nó cũng xảy ra. Tại vì là có nhiều anh chị em ứng dụng luật hấp dẫn á, đến cái cuối cùng ngày rồi họ mới có được cái mục tiêu đó. Thì điều đầu tiên là anh chị phải có niềm tin tuyệt đối vào mục tiêu. Hãy tin tưởng 100% vào luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức nha. Thì khi đó anh chị sẽ đạt được những mục tiêu mà anh chị đặt ra. Và trên cuộc sống này anh chị mong muốn điều gì, anh chị đặt ra điều gì, anh chị muốn thu hút điều gì, anh chị cũng sẽ đạt được khi mà chúng ta tin tưởng tuyệt đối 100%. Thì lúc đó tiềm thức mới đi thu hút nguồn lực cho anh chị, đi thu hút đối tác cho anh chị, đi thu hút quý nhân giúp đỡ cho anh chị đạt được những mục tiêu của anh chị. Và đây cũng là bí quyết ứng dụng luật hấp dẫn đỉnh cao trong môi trường doanh nhân kiến quốc trúc. Và bao nhiêu trong số anh chị em mình ở đây mình thấy được cái video này và mong muốn là học những cái bí quyết này để mà giúp cho mình có thể là thu hút những điều may mắn nè,
gia tăng cái nguồn lực của mình nè, thu hút quý nhân nè, cải thiện những mối quan hệ nè, hoặc là học về sức mạnh tiềm thức, học về luật hấp dẫn chuyên sâu hơn để mà thu hút được những nguồn lực, những quý nhân, những điều may mắn và thành công đến với mình, thì anh chị hãy tham gia vào nhóm học tập Mi để dưới avatar trang cá nhân của Mi nha các anh chị, và chúng ta cùng nhau học tập và rèn luyện ứng dụng vào trong cuộc sống của mình ha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của Mi. Hãy follow Mi hoặc đăng ký kênh của Mi để theo dõi những video tiếp theo nha.